Đêm rồi, mình ăn thôi. Vào đây là anh ong vàng. Đầu tiên chúng ta sẽ có mì bò súp vàng. Nóng hổi vừa thổi vừa sơi. Mì nha, thịt bò. Đuôi bò nữa. Mời mọi người cùng ăn mì với mình nha. Thịt bò siêu mềm. Mềm mà không bị đã. Nó bắn vào mặt. Hết mắt. Đó, đây là phần đuôi bò này. Đó, mê chưa mê chưa. Mời mọi người. Mình nấu chưa có đặc lắm. Lướt gia vị ngon. Mà sánh một chút nữa thì ok hơn. Rất mềm luôn. Bánh mì với sốt vàng mà cũng nhức nách luôn. Ngon muốn bể cái bụng bầu. Tập trung ăn bò nha. Chứ ăn nhiều mì quá. Với lại bánh mì quá no á. Nào, một gói mì, hai bát bò, một cái bánh mì, quá no. À không, nửa cái bánh mì thôi. Kombucha, làm thêm một ít kombucha cho nó dễ tiêu.